và đây là chiếc xe mới của anh Hoang. Vàng thuốc đâu có ớt luôn. Khách hàng ruột là phải vậy nghe các anh chị. Dưới sự mà có chiếc xe này thì phải liên kết với OVS nha. Trời ơi. Anh em. Và đây là chiếc xe kia. Nói nghe nè, giờ dưới sự thành công á là nếu mà muốn mua được xe giống như mình nha thì phải liên kết với được, phải liên kết với OVS, công ty OVS. Dạ. Quay qua. Dạ. Nói không phải nói chơi mà nói thật. Đây là hàng mặt hàng OVS mà cũng như là nuôi xong vụ mà vẫn còn lại để nuôi vụ tới. Dạ. Đó. Ê, bây giờ là giờ đây là chiếc xe xe kia. Giá thực tế nó là bao nhiêu anh Hoang? Cái này có 260 triệu à. 260 triệu hả anh? Chưa biển số nha các anh chị. Mới chát luôn á. Bánh à. Ê, anh Hoang đạp chiếc xe lên cho nó nổ, làm chiếc xe nó nổ cho em nghe cái. Dạ. Quá trời ơi. Ngàn lời nói không bằng một lần khói xì bo. Quá trời khói ơi. Cảm ơn. Dạ đúng rồi. Vẽ cái chiếc xì bo lên cái bảng đó đúng không anh? Dạ. Nói chung là nói thiệt luôn. Dạ. Làm cũng ngày rồi. Nhờ cái nghề nuôi tôm, nhờ nghề nuôi tôm và hiến tết từ công ty OVS. Dạ. Xài sản phẩm công ty OVS nên hiện tại giờ là đặt mục tiêu mình được xe và vợ thứ hai của mình á, rước vợ về. Lâu 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 lâu. Dạ cái. Dạ giờ nè. Dạ. Nè các bạn em. Quá rồi, quá tuyệt vời anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ mình có vợ hai rồi nha. Có mục tiêu rồi. Rồi mai mốt sẽ mua sắm thêm vợ ba vợ tư nữa ha anh. Dạ. Dạ rồi ok.